Còn con chào màu trắng này. Ừ, đẹp quá. Nó kéo gà quá trời các bạn ơi, con nào con nấy chà bá luôn. Alright, xin chào tất cả các bạn đã đến với kênh của HP Nguyễn, những loài sống dưới nước. Và hôm nay mình sẽ đi quay cho các bạn xem những loài cá khổng lồ ở trong chùa nuôi nha các bạn. Và chùa này có tên là Chùa Cây Hẹ, chùa của người dân tộc Khmer các bạn. Nó nằm gần công viên của Tiêu Cần. Và mình nghe nói là ở đây có những loài cá rất là khủng, size rất là khủng các bạn. Cho nên là hôm nay mình quyết định vô chùa để quay cho các bạn xem. Và mình là người Kinh, không phải người dân tộc. Bởi vì mình hồi lúc đầu mình cũng sợ là khi vô chùa rồi gặp mấy người dân tộc rồi mình xin họ quay, biết họ có cho không các bạn, cũng hơi khó. Và cuối cùng mình cũng quyết định vô, nhưng mà chùa rất là dễ các bạn, không ai nói mình gì chứ các bạn. Nói chung bạn muốn quay gì quay à, đừng có phá của người ta thôi. Và các bạn đang thấy là một đàn cá tra. Và có một con cá chép, hai con cá trê hồng. Loài cá trê hồng này thì hồi lúc trước mình có nuôi các bạn, mình có nuôi con size 2 ngón tay. Chúng săn mồi rất là bạo. Và mình nuôi đâu 1 năm mấy 2 năm gì các bạn, là size cũng gần cỡ này rồi các bạn. Gần thôi nha chứ chưa bằng. Là lúc đó mình nuôi chặt hồ rồi, cho nên là mình với dạ lại nó đi phân ra nhiều quá các bạn, dùng máy lọc cũng không sạch nổi đâu. Cho nên mình bỏ nó ra ngoài lưu các bạn. Và mình nuôi loài cá trê thì các bạn biết rồi, nước càng dơ thì chúng càng phái thôi các bạn. Và mình nuôi chúng thời gian rất là lâu thì mình thấy tội cho chúng là có mình nè các bạn. Mình tính ra chợ mua mấy cá trê đen bỏ vô chung, nhưng mà người ta nói là bỏ vô chung nó sẽ cắn nhau, cho nên là người ta không có bán cho mình. Người ta nói như vậy đó, người ta nói bỏ chung là nó sẽ cắn, cho nên người ta không có bán. Rồi cuối cùng là mình thấy tội nó quá rồi, mình đem ra xong mình thả nó luôn các bạn. Con cũng khoảng 2 kg ạ. Và ở đây có những con cá tra rất là khủng. Có thêm một con cá phi bạch tạng nữa kìa các bạn. Loại cá phi thì mình thấy nhiều rồi, nhưng mà bạch tạng là trước giờ mình mới thấy á. Và mình đã chuẩn bị sẵn 2 ổ bánh mì nha các bạn. Mình đem vô đây để dụ cho nó lên. Wow! Và lần đầu tiên mình thấy con cá mập cảnh hay là cá tra bạch tạng mà size bự cỡ này các bạn. Con này là mình muốn nhào xuống ôm nó luôn á, có thể nó nặng hơn mình luôn á. Và nhìn cái da của chúng giống như là mấy cái cây lớn mà bị bào ra các bạn, bào cái lớp vỏ ngoài ra. Nhìn nó bóng mà nó trắng kiểu dạng vậy á, chứ không phải nó trắng bóng. Và những con cá tra ở đây thì có con có thể lên tới tầm 20 mấy năm mà các bạn mới có đạt kích cỡ size mấy chục ký này. Và con cá trê này rất là khủng các bạn. Cá trê nó dài hơn con cá tra luôn. Con nó chắc ít nhất cũng cỡ 7-8 năm lấy lên này. Còn mấy con cá nhỏ nhỏ này khoảng 2-3 năm đổ lại. Những con cá tra này cá tra bình thường các bạn, chứ không phải cá tra dầu. Nhưng mà nuôi tới size được khủng như thế này là cũng là rất là đỉnh rồi. Và những loài này thì có thể được xếp hạng trong các loài thủy quái nước ngọt. Nhưng mà mình thấy cái này nuôi trong chùa chắc chúng ăn chay các bạn. Và hôm bữa thì mình gặp được, mình vô buổi chiều, mình gặp được 2 cha con kia các bạn. cũng mua bánh này vừa ngồi ăn này vừa thả xuống cho chúng ăn nha các bạn, dụ nó lại đặng con coi á. Và mình thấy bánh đó, bánh bắp hay gì á, nhưng mà tụi nó cũng ăn hăng sai luôn các bạn ơi, chứ không phải là viên mồi sống đâu. Và bữa nay mình đem bánh mì không nè, mình bỏ vô xuống nó cũng ăn, nó lại quá trời. Chỉ có giữa hòn này thôi nghe các bạn, còn mình dục ở ngoài mé không thấy con nào lại hết các bạn. Làm như người ta cho ăn ngay chỗ này chứ là nó quen á. Wow, có con cá tra đen bự hơn cá tra trắng luôn á, sai rất là khủng. Mình xuống mình nằm dắt nó dài hơn mình luôn các bạn ơi. Và chùa ở đây rất thanh tịnh nha các bạn. Nếu mà các bạn mà đi làm rồi stress rồi nhiều á thì các bạn nên dành một ít thời gian để vô đây. Các bạn mua gì đó gãi xuống cho cá ăn vậy các bạn. Mình nhìn rất là thư giãn đầu óc mà mình ngắm cá. Và trong camera này các bạn thấy nó nhỏ vậy thôi chứ thực chất ở ngoài mắt mình nhìn đó các bạn thì nó bự gấp mấy lần cái này đó các bạn. Nó bự dữ lắm. Nói chung là các bạn phải wow lên khi thấy những con cá tra mà bự đến vậy luôn á. Và nếu mình có cái hồ giống cái này thì mình sẽ nuôi. Mình sẽ nuôi những loại cá mập cảnh giống này. Và mình sẽ nuôi những con săn mồi mà khủng. Ví dụ như hồng vĩ rồi các bạn. Hồng vĩ, chê cọp, thành cát tư hãn nè, cá tra bạch tạng, cá trê bạch tạng. Nói chung là những loài mà khủng là nuôi hồ rất là đẹp các bạn. Wow, chúng bù mình quăng ít ít mà hồi chúng nghe là chúng ra nhóc luôn các bạn. Ở đây được cỡ 5, 6, 7 con bự các bạn. Có những con cá tra rất là khủng luôn, cái đầu nó bự bằng cái mình luôn các bạn. Và những loài này thì khi chúng lớn thì chúng bơi rất là chậm các bạn. Chúng bơi chậm chạp chứ không có được lanh lẹ như lúc chúng còn nhỏ. Lúc còn nhỏ thì chúng lăn xăng hết. Các bạn cứ tưởng tượng coi, con cá tra bạch tạng mình nuôi chắc khoảng được 1 năm rồi các bạn. Là mình mua size cỡ ngón út mà mình nuôi tới giờ mới bằng ngón cái hả. Là 1 năm mấy rồi. Con cá tra trong đây cái đầu nó bằng cái mình vậy các bạn. Là chắc cũng cỡ 20 năm rồi đó. Ở trong chùa này thì không có ai đánh bắt chúng cho nên là chúng cũng rất là dạng các bạn ơi. Và chúng tìm thức ăn bằng những sợi gâu nha các bạn. Những sợi gâu của những con cá trê rất là nhạy cảm. Sớm giờ thấy mấy con cá trê ăn không à, được mấy con cá chép nữa kìa. Cái này cá chép thường nha các bạn chứ không phải cá chép coi. Có em rùa tới mấy em lần các bạn. Hồi bữa mình thấy có con rùa bự hơn con này. Và cá phi bạch tạng thì chắc được ở 2 con. Có một con cá trê đen size hơi khủng luôn. Mấy con cá tra càng bự thì chúng làm như chúng bơi càng chậm hơn mấy con kia các bạn ơi. Sớm giờ thảy xuống toàn là thấy cá trê ăn không à, không thấy cá tra. Và wow, nhìn cứ tưởng tượng như trong thế giới động vật vậy các bạn. Cái lúc mà cá voi nó quẩy cái đuôi lên nó đập xuống á, mình cứ tưởng tượng ra mấy phút đó không á. Cá phi bạch tạng này thì ở ngoài tự nhiên kiếm đâu ra quê. Như cá tra, cá chê đồ bạch tạng thì mình thấy còn bán ngoài tiệm cá cảnh, chứ còn cá phi bạch tạng là kiếm hơi cực hiếm luôn á nha các bạn. Ngoài tự nhiên là kiếm rất là chua. Và hồi nãy mình thấy có người trong chùa ra dòm mình, không biết có gì không các bạn. Tại vì mình vô hồi sáng ngày mình vô là mình không thấy ai hết trơn, mình quay luôn. Và bữa nay mình quay lại lúc sáng sớm, mà bữa mình đi buổi chiều thì mình quay được ít à. Còn hồi sáng này mình đi công chuyện xong mình ghé ngang mình quay luôn các bạn, quay tiếp cho các bạn xem. Những loài này nói chung là rất là hữu ích khi các bạn xem chúng, rất là thư giãn các bạn. Rồi hôm nay chỉ làm clip tới đây cho các bạn xem thôi. Các bạn hãy nhớ nhấn subscribe kênh để ủng hộ HP Nguyễn nhé. Bye bye.